Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin trình sau đây. Công an vào cuộc điều tra vụ có hai con với thầy lang khi chữa hiếm muộn. Em gái tỷ phú Cẩm Ly cấp tốc chi tiền khủng làm từ thiện, có hành động đặc biệt với Phi Nhung. Bà Phương Hằng bật khóc khi ông Dũng lò vôi, nhận điện thoại từ người lạ. Vợ con tôi bị chà đạp, cháu Hữu cũng bị tấn công. Bị khuyên đi làm từ thiện để mau giàu, nghệ sĩ Tấn Hoàng bức xúc đáp trả. Khởi tố bắt tạm giam 3 công chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai giả mạo trong công tác. Khởi tố tài xế lái ô tô hút cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc ngã dúi dụi. Khởi tố bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ ở Phú Yên. Tạm giữ 2 nhóm đối tượng nổ súng, rượt đuổi gây náo loạn đường phố ở Vĩnh Long. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Công an vào cuộc điều tra vụ có hai con với thầy lang khi chữa hiếm muộn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 6, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang điều tra việc vợ chồng anh Hùng tố cáo thầy lang 46 tuổi có hành vi cưỡng dâm khi điều trị hiếm muộn. Theo đó, vợ chồng anh Hùng chị Loan, tên nhân vật đã được thay đổi, lấy nhau năm 2015 nhưng lâu có con. Thấy nhiều người nói ông thầy lang tên Hát ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn có khả năng chữa hiếm muộn, nên cuối năm 2017, anh chị tìm gặp. Sau 4 tháng theo thuốc và các biện pháp điều trị của ông Hát, chị Loan có thai rồi sinh con trai. Cháu bé có khuôn mặt giống mẹ và bên ngoại nên không ai nghi ngờ gì cả. Con được khoảng 2 tuổi, anh Hùng lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông Hát khám chữa để sinh tiếp. Đến tháng 5 năm 2021, chị Loan sinh thêm bé trai. Niềm vui vỡ òa, anh Hùng và gia đình coi ông Hát như ân nhân. Tuy nhiên, thấy con càng lớn càng có nhiều nét giống ông Hát mà không giống mình, anh Hùng lấy tóc đi giám định, kết quả xét nghiệm ADN của hai con là không cùng huyết thống. Chị Loan cho hay khi chữa bệnh, thầy lang yêu cầu chị vào phòng riêng để đả thông kinh mạch. Ban đầu chị phản đối, yêu cầu gọi chồng chờ bên ngoài vào, nhưng thầy lang không cho. Người đại diện gia đình anh Hùng nói và cho biết, Loan là người hiền lành thật thà, không được lanh lẹ vì nhận thức hạn chế, cả tin mới bị ông Hát lợi dụng. Giữa tháng 8, vợ chồng anh Hùng gửi đơn tố cáo thầy lang Hát. Theo bản kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đối với yêu cầu giám định ADN, kết quả hai cháu bé đều 99,99% là con của thầy lang. Khi nhận đơn tố cáo, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức đối chất. Trong khi thầy lang 46 tuổi thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với chị Loan, nhưng lý giải khi chị đến điều trị đã tha thiết xin con nên giúp, thì chị Loan nói ông này dỗ dành, bảo quan hệ cho thông kinh mạch để chữa bệnh. Thậm chí ông Hát còn viết giấy hướng dẫn thời gian gần gũi với chồng, sắp đặt gối ngủ ở nhà nhằm có con. Cơ quan chức năng cho rằng sự việc xảy ra chỉ khi có hai người nên chưa thể xác định lời khai của ai là sự thật. Chúng tôi thấy bước đầu hành vi của thầy lang vi phạm luật hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không giấy phép, sự việc có xử lý hình sự hay không, không cần điều tra thêm. Lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn nói, đại diện gia đình anh Hùng cho biết dù đau buồn khi biết sự việc, nhưng cả nhà sẽ nuôi dưỡng và yêu thương hai đứa bé. Gia đình chấp nhận công khai, tố cáo để đòi lại sự công bằng và không để những người đang khổ sở vì vô sinh hiếm muộn gặp hoàn cảnh tương tự. Ông Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang, huyện Lục Nam cho hay, thầy lang Hát quảng cáo chữa vô sinh hiếm muộn, sỏi thận đau lưng từ nhiều năm nay nhưng không có giấy phép. Chính quyền đã một số lần kiểm tra lập biên bản và yêu cầu dừng việc này. Chuyển sang tin tiếp theo. Em gái tỷ phú Cẩm Ly cấp tốc chi tiền khủng làm từ thiện, có hành động đặc biệt với Phi Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến Hà Phương, khán giả dường như nhớ ra nữ ca sĩ người Việt giàu có tại Mỹ với khối tài sản khủng. Em gái Cẩm Ly kết hôn với chồng tỷ phú vào năm 2000, người sở hữu khối tài sản lên đến 35.000 tỷ đồng. Tuy giàu có là vậy, Hà Phương là nữ ca sĩ giàu tình cảm, chăm chỉ làm từ thiện. Cuối tháng 8 vừa qua, trên trang cá nhân của cô cập nhật hình ảnh phát lương thực cho người dân tại Việt Nam. Qua đó, nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui khi được truyền thông ưu ái và gửi món quà là 100 tấn lương thực để các chiến sĩ quân nhân khi chung tay giúp đỡ người dân. Một lần nữa, Hà Phương xin cảm ơn gửi tặng món quà nhỏ đến các anh lính trẻ.
và hơn 100 anh chị em của các phường quận cùng mẹ và các bạn đã làm việc mấy ngày nay giúp Hà Phương hoàn thành công việc từ thiện vừa rồi. Hà Phương chia sẻ. Em gái Cẩm Ly đã trao tặng 100 tấn lương thực, trong đó có 30 tấn gạo, 60 tấn khoai lang, 30 tấn bắp, 3.500 thùng mì, 3.000 hộp trứng, 12.000 hộp cá, 3.000 chai nước mắm, 3.000 chai nước tương. Những phần quà được chia làm 3.000 phần phát cho bà con. Giọng ca Mưa Trên Phố Vắng ưu tiên phát lương thực cho những hộ gia đình khó khăn, chạy xe ôm hay bán vé số. Và đặc biệt là những hộ dân trên địa bàn nơi cô từng sống tại Việt Nam. Bên cạnh đó, em gái tỷ phú Cẩm Ly cũng gửi lời cầu nguyện đến nữ ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại. Hành động đẹp của Hà Phương nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau khi lấy chồng tỷ phú Chính Chu, cuộc sống Hà Phương hiện tại vô cùng sung túc. Vợ chồng nữ ca sĩ mở quỹ từ thiện giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi. Trong những lần về nước, cô thường tổ chức đến thăm, trao tặng quà cho những trẻ em cơ nhỡ. Ngoài ra, em gái Cẩm Ly thường có những hành động tương thân tương ái với đồng nghiệp. Mỗi khi có nghệ sĩ gặp khó khăn tại Mỹ, cô chủ động đứng ra giúp đỡ, là người lo toàn bộ chi phí trong những lần đưa đồng nghiệp mất đột ngột về nước. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Bà Phương Hằng bật khóc khi ông Dũng Lò Vôi nhận điện thoại từ người lạ. Vợ con tôi bị chà đạp, cháu Hữu cũng bị tấn công. Thưa quý vị, sau hàng loạt những lùm xùm trên mạng xã hội về vấn đề từ thiện, thì sáng ngày 25 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng bày tỏ bản thân đã hết trách nhiệm và hoàn toàn tin tưởng vào những biện pháp xử lý của pháp luật. Cùng với đó, bà chủ Đại Nam tiết lộ nội dung những cuộc trò chuyện sắp tới của mình chỉ xoay quanh vấn đề hạnh phúc, hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái. Mọi chuyện còn lại sẽ chờ đợi và tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên mới đây, bà gây hoang mang khi tiết lộ nước mắt tuôn trào, không thể ngủ được khi vô tình nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Nữ CEO viết trên trang cá nhân. Chúc quý vị ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện nhỏ thôi, rất nhỏ, nhưng đã khiến tôi nước mắt tuôn trào ngay tức khắc. Tôi vô tình nghe anh Dũng nói chuyện điện thoại với ai đó không rõ, nhưng nó về tôi. Tôi nghe anh Dũng trả lời. Tôi vẫn còn đây, tôi chưa chết. Hãy cứ để tụi nó giở hết trò ra đi. Vợ con tôi không phải để họ chà đạp như vậy. Con trai tôi, cháu Hữu cũng bị tấn công. Vừa điện thoại nói tôi đã rất kiềm chế. Tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Tôi có lỗi với cả các con tôi và người chồng đã hết lòng bảo vệ tôi. Có những giọt nước mắt tuôn trào không thể nào ngủ được. Tôi đã sống vì chân lý, vì điều ngang trái tôi không thể không nói, không làm. Tôi không ân hận, nhưng đâu đó nghe đau thương cho các con và chồng tôi. Tôi nợ tất cả một lời xin lỗi tự đáy lòng, một ân tình, một tình thương, một sự thấu hiểu chia sẻ. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn các con của tôi đã bị tổn thương vì mẹ. Cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương và đồng hành cùng tôi trong cuộc chiến tìm chân lý. Bên dưới bài đăng, rất nhiều netizen để lại bình luận an ủi dành cho bà Phương Hằng. Có câu muốn yên thì lặng như tờ, muốn bàn việc nước thì sơ xác mình. Chị đã chọn chân lý giúp đồng bào thì ảnh hưởng ít hay nhiều, nhưng chân lý sẽ lên tiếng cùng chị. Chị yên tâm, pháp luật và công lý sẽ bảo vệ chị và gia đình. Tụi nó sẽ không thể lộng hành như thế mãi được. Chị ghi lại tất cả các cuộc gọi tin nhắn đe dọa để cung cấp cho bên công an chị ạ. Trước đó, bà Phương Hằng từng tiết lộ việc con gái lớn 15 tuổi bị trầm cảm vì nghĩ mẹ là người xấu. Cụ thể, nữ doanh nhân Bình Dương chia sẻ, thông qua cái buổi hôm nay thì tôi cũng thông báo đến quý vị là Phương Hằng tôi cũng đã rất ổn định. Như anh Dũng đã nói, gia đình chúng tôi bị tấn công đủ phía hết, nhất là đứa con gái lớn của tôi hiện nay nó bỏ học rồi, nó bị trầm cảm, nó đóng cửa trong phòng. Đó là một trong những điều tôi đau lòng nhất khi mà con gái tôi cảm thấy bị tổn thương. Cháu mới 15 tuổi, sắp lớn mà cũng chưa lớn. Đối với cháu đây là giai đoạn rất khó khăn, cho nên trong cuộc chiến nào cũng có thương tích hết quý vị ạ. Tôi từ nạn nhân này cho đến nạn nhân kia. Con gái tôi trách móc tôi rất nhiều, thậm chí nó khóa cửa phòng không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác mẹ không phải người tốt. Tại sao mẹ để người ta tấn công mẹ? Tại sao họ có thể nói những lời? Nói chung là cuộc chiến nào cũng có thương tích hết, bà Phương Hằng nói. Theo đó, bà chủ Đại Nam khiến khán giả bất ngờ khi cho biết bản thân cảm thấy đau lòng khi trở thành người xấu trong mắt con gái vì sự tấn công chửi bới của cư dân mạng. Vì vậy, đây là lý do khiến bà tuyên bố bỏ lại những ồn ào đã qua để pháp luật lên tiếng. Vấn đề lớn nhất bà cần thực hiện thời điểm này chính là gia đình và các con của mình. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Bị khuyên đi làm từ thiện để mau giàu, nghệ sĩ Tấn Hoàng bức xúc đáp trả. Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết một vài kênh thông tin trên mạng xã hội đã đăng tải sai sự thật về lần nhập viện cách đây khá lâu của nam nghệ sĩ.
Điều này khiến không ít khán giả hiểu sai về cuộc sống của ông. Theo đó, một số người cho rằng nam nghệ sĩ đang gặp khó khăn, phải sống nhờ tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Trước những thông tin này, nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng phủ nhận, cho biết bản thân không nhận tiền của bất kỳ ai. Ngoài ra, một vài người lạ liên tục để lại bình luận cho rằng Tấn Hoàng nghèo quá thì nên đi làm từ thiện đi, giàu cho nhanh. Trước những bình luận này, nam nghệ sĩ cho rằng ông cảm thấy buồn khi ý nghĩa của việc từ thiện bị đánh đồng theo chiều hướng tiêu cực. Có thể bà con nói cho vui, nhưng chữ từ thiện thiêng liêng lắm, nên mình đừng đổi nó thành điều ác. Nghệ sĩ Tấn Hoàng tâm sự, khán giả đừng nên nhận xét bởi chuyện ai làm thì người đó chịu, đừng lấy chữ từ thiện để nó đụng chạm như thế. Tôi không thích như thế, vì chữ từ thiện, thiện nguyện hay lắm, từ thiện rất nhân văn, rất ý nghĩa. Việt Nam ta có câu lá lành đùm lá rách mà, chỉ vì thời gian qua vấn đề từ thiện của nghệ sĩ nóng lên rồi lại đi nói như vậy, xin đừng biến từ thiện thành từ ác. Tại sao lại nói tôi nghèo thì đi làm từ thiện cho mau giàu? Ý của họ là làm từ thiện để ăn chặn. Ví dụ một người nói tôi thì tôi không để ý, nhưng có rất nhiều người nói như thế. Hoặc nói tôi là ông nghèo quá thì đi làm từ thiện cho mau giàu, than cái gì? Nam nghệ sĩ trải lòng. Bên cạnh đó, nam diễn viên bức xúc nói, họ nói cho sướng miệng mình thôi, cái gì ra cái đó, đừng nói như vậy. Đừng nghĩ rằng nghệ sĩ làm từ thiện kiếm ăn. Tin tiếp theo, khởi tố bắt tạm giam 3 công chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai giả mạo trong công tác. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an mới đây làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai để thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can với 3 đối tượng là công chức thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này do có hành vi giả mạo trong công tác. Cơ quan chức năng tiến hành thông báo về việc khởi tố, tạm giam bị can với bà Doãn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1984, chuyên viên phòng quản lý du lịch, bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1981, chuyên viên phòng quản lý văn hóa, và bà Vũ Thị Kim Oanh, sinh năm 1984, chuyên viên phòng nếp sống văn hóa và gia đình. Ba công chức trên có hành vi giả mạo trong công tác vi phạm vào Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã công bố lệnh khám xét khẩn cấp, tiến hành khám xét nơi làm việc của 3 công chức trên. Kết thúc việc khám xét, cơ quan điều tra không thu giữ thêm tài liệu chứng cứ. Hiện các đối tượng trên đang bị tạm giam để tiếp tục thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật. Theo thông tin được biết, 3 đối tượng trên lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hồ sơ, làm giả các văn bằng, chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó tiến hành thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế không đủ điều kiện với giá từ 10 đến 70 triệu, tùy từng trường hợp và từng thời điểm. Quá trình đấu tranh, bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng trên đã móc nối với đối tượng ngoài xã hội thu gom hồ sơ, tiền của những người có nhu cầu làm thẻ hướng dẫn viên, rồi trực tiếp làm giả các bản photo bằng đại học, chứng chỉ và đem đi nhờ chứng thực. Để làm các giấy tờ giả, các đối tượng đã sao lưu các bản photo bằng đại học, chứng chỉ cần thiết trong máy vi tính cá nhân, tại nhà hoặc cơ quan, sau đó soạn thảo thông tin của người xin cấp thẻ hướng dẫn viên lên máy tính và in, cắt dán, chỉnh sửa và bản photocopy bằng đại học, chứng chỉ phù hợp. Tiếp đó, các đối tượng đem đi photo lại các giấy tờ đã chỉnh sửa, tự mang hoặc đưa các đối tượng khác đi chứng thực tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai. Sau đó, các đối tượng đưa các giấy tờ chứng thực trên và hoàn thiện hồ sơ, rồi móc nối với lãnh đạo cấp trên, chuyên viên trong Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lào Cai và 6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khác để xin cấp thẻ. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố tài xế lái ô tô húc cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc ngã rúi rụi. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên ngày 26 tháng 9, một lãnh đạo công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ vụ việc tài xế điều khiển xe ô tô húc chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã rúi rụi vào sáng 20 tháng 9 vừa qua. Quyết định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Danh tính tài xế điều khiển ô tô húc chiến sĩ cảnh sát giao thông được xác định là anh S, sinh năm 1989, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt tài xế S để điều tra, làm rõ vụ việc, vị lãnh đạo này cho hay. Như tin đã đưa, ngày 20 tháng 9 vừa qua, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tổ công tác thuộc lực lượng công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện một xe ô tô màu đen bị kiểm soát 88A-23501 có dấu hiệu vi phạm. Lúc này, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông lại gần phương tiện có dấu hiệu vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế bên trong lại tăng ga rời đi. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe này tông ngã một chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Sau khi gây ra hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, anh S bỏ trốn khỏi địa phương. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe có dấu hiệu vi phạm đã được chuyển nhượng cho người khác nhưng chưa sang tên đổi chủ. Lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên thông tin thêm. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin khởi tố bắt tạm giam hai bị can vụ phá rừng phòng hộ ở Phú Yên. Thưa quý vị, mới đây lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh, 41 tuổi, Phạm Văn Thành, 34 tuổi, cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để điều tra về tội hủy hoại rừng. Trong sáng 25 tháng 9, việc khám xét nhà của hai bị can này được lực lượng chức năng thực hiện. Theo điều tra ban đầu, Anh và Thành có hành vi phá rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội. Trước đó, sau khi báo chí phản ánh rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 162 bị lâm tặc tàn phá, đốt cháy để lấy đất trồng keo, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên vào cuộc. Công an huyện Sơn Hòa sau đó khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu này, xác định có hơn 3 hectare rừng tự nhiên bị phá hoại. Vụ án sau đó được chuyển lên cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Thông tin tiếp theo, tạm giữ hai nhóm đối tượng nổ súng, rượt đuổi, gây náo loạn đường phố ở Vĩnh Long. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự Bùi Đắc Tài sinh năm 2002, Trần Quốc Sang sinh năm 2002, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long và 6 đối tượng liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, Sang và Tài xảy ra mâu thuẫn với nhau. Một người bạn của Tài có vay mượn và thiếu tiền Sang nhưng không trả. Tối 23 tháng 9, hai nhóm hẹn mặt trên đường Mậu Thân để giải quyết mâu thuẫn. Tài gọi thêm 3 người mang theo mã tấu dao tự chế. Sang đi cùng với 3 người khác mang theo súng tự chế, dao găm và mã tấu cùng đến nơi hẹn. Hai nhóm thanh niên chạm mặt trên đường 23 tháng 9 thuộc phường 3. Sang cầm súng bắn nhiều phát chỉ thiên. Nhóm của Tài phát hiện đối phương có súng nên đã bỏ chạy. Sang cùng đồng bọn đuổi theo trên nhiều tuyến phố, gây náo loạn trong khu vực. Công an thành phố Vĩnh Long cũng nhanh chóng điều tra, làm rõ 8 đối tượng liên quan nên ra quyết định tạm giữ hình sự. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.